làm gì ở Mỹ mà có chuyện mà tối 9-10 giờ ra ngồi quán hàng quán gì, ông đi dòm, ông đi qua bà đi lại, nó có những cái thú mà ở bên Mỹ không có được, đúng không? Ở đây thì tối rồi con cháu con gái rồi đi qua đi lại rồi xong rồi rất ư là nói chung là ăn vặt, ăn vặt đêm là rất là vui. Cái gì còn kịch lộn sung sướng rồi, ok, cắt đi.